Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đến hồi mặt vận Chu Ngọc Anh sắp đến giờ lên thớt. Chiếc ghế chủ tịch Hà Nội là một chiếc ghế rất béo bở. Tuy nhiên, những năm gần đây, người ngồi vào chiếc ghế này đều mặt vận. Dù nỗ lực giải quyết khủng hoảng con tin tại Đồng Tâm xong, nhưng rồi Trung ương lại phá nát nỗ lực đó và sau đó moi ra sai phạm vụ án Nhật Cường Mobi, và thế là Nguyễn Đức Chung phải vào tù. Công không được ghi, nhưng tội thì soi rất rõ. Thời gian ông Nguyễn Đức Chung ngồi ghế chỉ được hơn 3 năm là ngã ngựa. Ông Chu Ngọc Anh tiếp quản chiếc ghế này, thời gian cũng 3 năm và điểm xấu cũng đang ập đến. Chiếc ghế của ông Chu Ngọc Anh bây giờ đang lung lay rất dữ dội, không biết ngã nhào lúc nào. Vụ sai phạm của công ty Việt Á là đầu mối làm cho chiếc ghế của ông chủ tịch Hà Nội không còn vững nữa. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 13. Tại kỳ họp này, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Trong đó, ông Tú có đề cập đến trường hợp ông Chu Ngọc Anh là chủ tịch Hà Nội phải có trách nhiệm liên quan sai phạm của công ty Việt Á, đến mức phải xem xét kỷ luật. Tuy nhiên, mức kỷ luật như thế nào hiện nay vẫn còn đang được bỏ ngỏ. Chưa biết rồi số phận ông Chu Ngọc Anh sẽ ra sao vào thời gian tới. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh. Điều đáng nói là Ủy ban Kiểm tra Trung ương moi rất sâu những sai phạm của ông chủ tịch Chu Ngọc Anh. Sai phạm từ thời ông còn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ủy ban Kiểm tra kết luận Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo của bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong việc duyệt và giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá và nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh kết toán, kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu, chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y tại Việt Nam. Trong truyền thông xác nhận về đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số cá nhân liên quan. Vụ việc này đã gây ra bức xúc khắp nơi tại Việt Nam với việc những kit xét nghiệm dởm này đem đến cái chết của rất nhiều người dân trong nước. Đây là hình ảnh trước khi ngồi vào chiếc ghế bị cáo, ông Nguyễn Đức Chung đã từng ngồi chiếc ghế chủ tịch thành phố Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh cùng nhiều cán bộ khoa học và công nghệ cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm. Kết luận kiểm điểm thế, nhưng hình phạt thế nào thì vẫn chưa thấy rõ. Đây là trách nhiệm của từng bước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu luật sai phạm và đề nghị kỷ luật, nhưng mức kỷ luật như thế nào thì còn cần phải chờ đến kỳ họp quan trọng khác, bởi vì Ủy ban Kiểm tra chưa đủ thẩm quyền để định mức phạt cho ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh thuộc diện Bộ Chính trị Quản lý. Kỷ luật ông Chu Ngọc Anh là cần thiết bởi vì Bộ Khoa học và Công nghệ dưới bàn tay chỉ đạo của ông Chủ tịch Chu Ngọc Anh đã làm ăn gian dối. Bộ này bịa đặt rằng Bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp nhận cho sử dụng, thậm chí có thể xuất khẩu, hỗ trợ các quốc gia khác ngăn ngừa đại dịch. Mục đích là để hợp thức hóa bộ kit xét dởm này thành một thứ buộc người dân phải mua. Trong cơn đại dịch vừa qua, bao nhiêu người đã ngã bệnh là câu hỏi đặt ra, và bao nhiêu người đã tiền mất tật mang vì bộ cái xét nghiệm này không ai có thể thống kê nổi. Tội của ông Chu Ngọc Anh là rất lớn. Với tội lớn như vậy, người dân đang chờ đợi ngay đền tội của ông cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Và việc kỷ luật một quan chức, mà đặc biệt là quan chức cấp cao như ông Chu Ngọc Anh, là cả một quá trình chứ không hề đơn giản. Bởi ông là người Bộ Chính trị Quản lý và bản thân ông Chu Ngọc Anh cũng có rất nhiều mối quan hệ lớn, không dễ gì kỷ luật cho được. Và hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sắp diễn ra vào tháng 5 tới đây. Bộ Chính trị sẽ họp bàn về nhân sự. Đây là thời điểm ông Nguyễn Phú Trọng cần phải đưa ra biện pháp kỷ luật ông Chủ tịch Hà Nội, đồng thời sắp xếp nhân sự cho vị trí này nếu ông Chu Ngọc Anh phạm tội đến mức có thể cách chức. Đây là hình ảnh đang ngồi chiếc ghế chủ tịch. Liệu sau này ông Chu Ngọc Anh sẽ ngồi vào chiếc ghế nào? Với góp phần của cho công ty Việt Á cưỡng mua và người dân phải chịu hậu quả khôn lường với xã hội, thì nhiều người cho rằng ông Chu Ngọc Anh
xứng đáng phải khởi tố về tội hình sự chứ không thể là kỷ luật qua quýt được. Đấy là những đánh giá từ phía người dân. Còn với Đảng Cộng sản Việt Nam thì liệu họ có kỷ luật cách chức, khai trừ rồi khởi tố hay không thì lại phụ thuộc vào ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng vào những ngày sắp tới của hội nghị. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang muốn ngọn lửa trong lò của ông mạnh hơn nữa. Xử lý ông Trung Ngọc Anh như từng xử lý ông Nguyễn Đức Trung sẽ làm cho xã hội đánh giá ông Trọng cao hơn nữa. Số phận của ông Trung Ngọc Anh vì thế mà ngày một tăm tối và bấp bênh. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ ngũ quyền lực cố lập quyết tới cùng. Bộ ngũ là ai và xẻ thịt FEC dễ hay khó? Sau khi bắt nhốt hai người em ruột của ông cựu chủ tịch tập đoàn FEC Trịnh Văn Quyết thì nhiều người đã thấy bộ ngũ đỉnh cao trong bộ chính trị đang quyết xẻ thịt một con dê béo bở mang tên FEC. Và điều đáng nói là việc bắt bớ cũng chưa dừng lại sau khi nhà của họ Trịnh của ông cựu chủ tịch tập đoàn tỷ đô này đã bị bắt giữ. Thông thường người ta chỉ biết ông Trịnh Văn Quyết là nhân vật nổi nhất trong tập đoàn FEC. Tuy nhiên họ Trịnh như ông không chỉ một mình ông cầm quyền ở tập đoàn này mà còn có thêm rất nhiều người nữa. Liên quan đến hành động làm ăn phạm pháp của ông, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt hai người em ruột. Điều đó cho thấy các em của ông đóng vai trò rất lớn trong tập đoàn này, một hình ảnh của gia đình chị. Phạm những gì dễ ăn thì những kẻ khác cũng muốn nhảy vào xí phần. Tập đoàn FEC hiện nay là một tập đoàn tỷ đô rất mạnh. Việc triệt hạ những lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn được nhiều người đồn đoán rằng bộ ngũ đang quyết định thịt một con cừu béo bở. Vậy bộ ngũ đó là ai? Câu hỏi được đặt ra. Bộ ngũ là năm nhân vật lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những người có thể quyết định vận mệnh đất nước và hiển nhiên cũng có quyền quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp lớn đang hoạt động tại Việt Nam. Đó là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, và cuối cùng là ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh bộ ngũ quyền lực của Việt Nam. Từ ngày 10 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với 4 người khác là những lãnh đạo chủ chốt đã họp đánh giá những vấn đề nổi bật. Đây là cuộc họp chuẩn bị đánh úp rất nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam. Sau việc chỉ đạo này là hàng loạt vụ bắt bớ nhằm vào các doanh nghiệp lớn, mà cụ thể là họ đã nhắm vào công ty Đại Nam của Dũng Lò Vôi, nhắm vào công ty FEC của ông Trịnh Văn Quyết và nhắm vào Tân Hoàn Minh của ông Đỗ Anh Dũng. Mỗi doanh nghiệp trên, chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam không những cho bắt người đứng đầu mà còn bắt rất nhiều người liên quan. Doanh nghiệp bị chính quyền bắt đi, người đứng đầu thì doanh nghiệp đó cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, việc bắt ông Trịnh Văn Quyết là vấn đề đáng nói. Hiện nay, công việc bắt bớ dường như chưa có điểm dừng. Sau khi bắt được hai người em của ông Trịnh Văn Quyết, thì chính quyền này sẽ bắt tiếp tục những người làm cho FEC vốn đã khốn đốn, giờ lại khốn đốn hơn. Vào ngày 8 tháng 4, báo chí đồng loạt đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra C01 của Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét bắt bị can để tạm giam đối với Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Phó Chủ tịch Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC và bà Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, quy định theo Điều 211 tại Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Theo C01, thì bà Hương, Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh có vai trò đồng phạm với Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FEC. Đây là hình ảnh bắt Phó Chủ tịch Tập đoàn FEC. Vậy đây là nhân vật thứ tư ngoài ba anh em, nhà họ Trịnh của ông Trịnh Văn Quyết. Gồm có Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ ban kế toán của Tập đoàn FEC, cũng để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán. Bà Hương Trần Kiều Dung, 44 tuổi, từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn FEC. Bà Dung từng hai lần ngồi ghế Tổng Giám đốc Tập đoàn FEC trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2015 cho đến tháng 3 năm 2017 và từ tháng 7 năm 2018 cho đến tháng 4 năm 2020.
Ngoài chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, bà Hương Trần Kiều Dung còn đảm nhận nhiều vị trí quản lý quan trọng tại các đơn vị thành viên như Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FEC Travel, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn và Đầu tư Phát triển FEC Hạ Long, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn FEC Đồ Sơn, Côi và Research, v.v. Ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc tập Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan đã có các hành vi che giấu thông tin về hoạt động chứng khoán, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Đây là hình ảnh chân dung bà Phó Chủ tịch FEC. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có liên hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS là Công ty Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức. Các tài khoản này thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích là nhằm tạo ra cung cầu giả tạo. Các tài khoản đã tham gia 28 trên tổng số 28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm tới 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường. Đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán cũng trên toàn thị trường. Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đã đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94% tổng khối lượng đặt bán của nhóm. Mục đích là đẩy giá chứng khoán của FEC từ 14.650 đồng trên mỗi cổ phiếu vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 lên giá rất cao lên tới 24.050 đồng trên mỗi cổ phiếu. Trung bình là 22.586 đồng trên mỗi cổ phiếu, tức là tăng tới 64%. Sau đó, bị can Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FEC và khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FEC với giá 22.586 đồng một cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán và với số tiền là 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng. Vụ bán chui của ông Quyết cách đây 5 năm được chót lọt, nhưng vụ bán chui kỳ này bị đánh không còn manh giáp là vì sao vậy? Là vì bộ ngũ đã chỉ đạo. Vào năm 2017, 5 người cao nhất trong đảng không họp bàn để đánh, nhưng lần này hoàn toàn khác. Lúc đó chưa là thời điểm chín mùi nên chưa thể xẻ thịt. Tuy nhiên bây giờ thì khác rất nhiều, 5 người có quyền lực cao nhất ra tay. Tuy nhiên, để FEC sụp hoàn toàn thì cần mạnh tay hơn nữa, chứ bao nhiêu này chưa thể đủ.